Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu đến bạn một trong những hình thức kiếm tiền online khá là bền vững và rất tiềm năng. Đó chính là Affiliate Marketing. Affiliate Marketing là một hình thức kiếm tiền online rất là phổ biến và phát triển trong nhiều năm vừa qua. Hầu hết những người làm MMO đều biết đến hình thức này. Nó đã giúp cho rất là nhiều người kiếm được tiền trên Internet. Thậm chí nhiều người đã trở thành triệu phú khi làm Affiliate Marketing. Vậy Affiliate Marketing là gì? Cách triển khai Affiliate Marketing như thế nào? Ngay bây giờ xin mời bạn cùng với tôi bước vào nội dung chính của video. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu Affiliate Marketing là gì, đúng không ạ? Thì Affiliate Marketing tên tiếng Việt là tiếp thị liên kết. Đây là một hình thức kinh doanh online gần giống như là mô hình cộng tác viên. Và chúng ta cũng có thể xem nó là mô hình cộng tác viên. Tuy nhiên ở hình thức này thì nó được tối ưu hóa và công nghệ hóa rồi. Với hình thức này thì bạn có thể tìm các nhà phân phối sản phẩm có chương trình Affiliate, đăng ký và quảng bá sản phẩm của họ. Bạn sẽ nhận được hoa hồng khi có khách hàng mua thông qua link app của bạn, gọi là Affiliate Link. Và đây là mô hình kinh doanh rất là tuyệt vời, bởi vì nó có thể giúp chúng ta kiếm được tiền ngay cả khi chúng ta đang ngủ, đúng không ạ? Thì để có thể hiểu rõ hơn thì bạn xem bức hình này. Thì ở đây sẽ có 3 đối tượng, đúng không ạ? Chúng ta những người làm Affiliate hay còn gọi là Affiliator. Chúng ta đăng ký chương trình Affiliate với nhà phân phối sản phẩm. Sau khi được chấp thuận và được xét duyệt thì chúng ta sẽ tiến hành lấy đường link và chia sẻ tới khách hàng. Nếu như khách hàng click và mua sản phẩm thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng từ nhà phân phối sản phẩm, đúng không ạ? Rất là đơn giản như vậy. Và ở trên Việt Nam cũng như là thế giới có rất là nhiều mạng lưới khác nhau. Ở Việt Nam thì có kinh doanh online z.com, Unica, Uniflex, Shopee, AssetTrade hay là Madoffer, vân vân. Ở quốc tế thì có CG, Xe ở Sale, Amazon, Clickbank, đúng không ạ? Thì bạn có thể lựa chọn các dạng sản phẩm khác nhau để quảng bá, có thể là sản phẩm số hoặc là sản phẩm vật chất. Ở đây thì tôi sẽ ví dụ cho bạn, đúng không ạ? Đây là blog cá nhân của tôi và tôi sẽ ví dụ cho bạn một cái bài viết của tôi có chứa link Affiliate. Đây, ví dụ như bài này. Đây là bài viết của tôi. Tôi đã khéo léo đưa những cái link Affiliate vào, đúng không ạ? Ví dụ như là khóa học về dropshipping uy tín mà bạn nên tham gia chẳng hạn. Đó. Copy link, đúng không ạ? Rồi, dán vào đây. Đây, thì bạn thấy cái đường link này nó có dạng như thế này, đúng không ạ? Đây là cái mã số của chúng ta đây, đúng không ạ? 109. Và chiến dịch này tôi quảng bá trên website để dễ nhận biết thôi, đúng không ạ? Thì nếu như tôi quảng bá trên Facebook thì tôi có thể tạo một cái link nữa là campaign bằng Facebook chẳng hạn. Chúng ta có thể phân biệt được là khách hàng mua thông qua website hay là Facebook. Rồi quay trở lại. Ngoài cách chèn link như thế này ra thì chúng ta có cái cách là chèn banner như thế này, đúng không ạ? Chèn banner ở đây. Đó. Ví dụ như đường link này. Nó có dạng này, đúng không ạ? ID của tôi ở đây. Đó. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu những cái suy nghĩ sai lầm về Affiliate Marketing. Cái suy nghĩ sai lầm đầu tiên đó là Affiliate Marketing đã bão hòa. Thì cái điều này cũng không hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Bởi vì nếu như chúng ta tìm ra được cái thị trường ngách, cái sản phẩm phù hợp, chúng ta có cái điểm khác biệt và có sức cạnh tranh thì chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh được với lại những người đi trước, đúng không ạ? Hoặc là những đối thủ của chúng ta. Thực ra thì trong tất cả thị trường đều có sự cạnh tranh. Cái vấn đề là chúng ta tìm ra con đường để chúng ta đi thôi. Cái điều thứ hai là bạn phải có nhiều tiền mới có thể kiếm được tiền. Thì bạn không cần phải có quá nhiều tiền, thậm chí là không cần có tiền bạn vẫn có thể kiếm được tiền nhờ Affiliate, đúng không ạ? Chúng ta có thể đầu tư một vài trăm nghìn ra để mua hosting, mua tên miền để làm website và chúng ta tiến hành viết bài quảng bá trên đó, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng free như là Facebook, YouTube, vân vân để chúng ta có thể quảng bá, chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền. Có những cái người thì có suy nghĩ là Affiliate Marketing dễ dàng lắm, chỉ cần tạo nội dung chất lượng quăng lên Facebook, blog, website là được. Bạn cần phải biết về SEO nữa, đúng không ạ? Để khi mà khách hàng của chúng ta search trên Google chẳng hạn thì cái bài viết của chúng ta hiển thị đầu tiên, thì
cái tỷ lệ mà khách hàng mua hàng của chúng ta nó sẽ cao hơn, đúng không? Rồi, có những người thì suy nghĩ là chỉ cần copy paste là được, không cần phải học về digital marketing, bán hàng hay chăm sóc khách hàng gì cả. Và những cái suy nghĩ này vô cùng sai lầm, đúng không ạ? Bạn cần phải học nhiều, học rất là nhiều. Và cụ thể như nào thì tôi sẽ chia sẻ ở cái phần tiếp theo, đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái phần đó là lợi thế nổi trội khi bạn kiếm tiền với affiliate marketing. Ok, cái điều đầu tiên là chúng ta không cần phải nhập hàng hoặc có sản phẩm dịch vụ, thì đây là điều rõ ràng rồi, đúng không? Chúng ta quảng bá sản phẩm người khác mà, thì chúng ta không cần phải có sản phẩm hoặc là chúng ta không cần nhập hàng gì cả. Bạn có thể làm việc bất cứ đâu chỉ với một chiếc máy tính có kết nối mạng internet. Đó, điều này vô cùng tuyệt vời. Và tiếp theo thì chúng ta không cần phải chăm sóc khách hàng, hoặc là có đi nữa thì cũng là rất là ít, thì chúng ta không cần phải lo về cái việc vận chuyển bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Nó khác với lại cái hình thức truyền thống, đúng không ạ? Là chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng, rồi chúng ta phải lo về cái công việc vận chuyển vân vân, rất là nhiều thứ. Ở đây thì có cái nhà phân phối sản phẩm sẽ thay chúng ta làm công việc này. Rồi tiếp theo thì chúng ta có thể bắt đầu với chi phí rất là thấp, thậm chí là không mất chi phí luôn, đúng không ạ? Đó, như tôi đã nói thì bạn chỉ cần bỏ vài trăm ngàn ra để mua tên miền hosting và chúng ta bắt đầu làm. Cái việc của chúng ta là đầu tư thời gian, công sức tìm hiểu và bắt đầu kiếm tiền với affiliate marketing mà thôi. Rồi, ở cái hình thức này thì chúng ta có thể đa dạng hóa lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều mạng lưới affiliate để chúng ta làm, để chúng ta quảng bá. Chúng ta có thể lựa chọn rất là nhiều sản phẩm. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có khả năng là nhân rộng thu nhập thụ động của chúng ta. Khi chúng ta làm quen rồi, đúng không ạ? Chúng ta biết cách kiếm tiền với affiliate rồi, kỹ năng của chúng ta cao rồi, thì chúng ta có thể nhân rộng những gì chúng ta đang làm, thuê đội ngũ về quản lý, và chúng ta có một nguồn thu nhập thụ động rất là cao. Đi kèm với cái lợi thế, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái khó khăn, đó là chúng ta sẽ cần thời gian xây dựng thương hiệu cá nhân. Chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, lấy lòng tin của khách hàng, thì cái này chúng ta sẽ phải cần thời gian, đúng không ạ? Khách hàng sẽ không mua ở lần đầu tiên đâu. Chúng ta cần phải tạo ra nội dung giá trị, tạo ra thương hiệu cá nhân tốt để mọi người tin tưởng, yêu thích chúng ta, thì khi đó khách hàng mới mua hàng của chúng ta được. Và chúng ta cần phải có thời gian để tiếp thị và có traffic, tức là lưu lượng truy cập vào website của chúng ta, hoặc là lượt theo dõi trên YouTube hay là Facebook hoặc là TikTok vân vân. Thì chúng ta cần phải có thời gian để có thể có được nhiều traffic, và khi có nhiều traffic thì tỷ lệ khách hàng mua hàng của chúng ta cũng cao hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta không kiểm soát được chất lượng sản phẩm, vì không phải ai cũng kiểm tra được sản phẩm trước khi tiếp thị. Vì thế chúng ta cần phải kỹ càng trong cái việc kiểm tra chất lượng để tạo nên thương hiệu tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể quan sát những cái review những khách hàng đã mua sản phẩm để chúng ta biết được sản phẩm này có tốt hay là không, đúng không ạ? Rồi, hoa hồng bị hủy, nhiều khi chúng ta không biết lý do gì vì hoa hồng của chúng ta bị hủy, nó cũng là một cái khó khăn của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ bị mất data khách hàng, thông tin khách hàng sẽ được nhà cung cấp lưu lại chứ không phải là chúng ta. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần phải có kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh để làm ở thị trường nước ngoài, đúng không ạ? Tuy nhiên những cái khó khăn này thì chúng ta có thể khắc phục được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái cách triển khai affiliate marketing. Bước đầu tiên thì chúng ta cần phải lựa chọn mạng lưới tiếp thị liên kết. Ở Việt Nam thì có kinh doanh online az.com, Unica, Reflex, Shopee, Accenture, Mad Offer. Ở quốc tế thì có CG, Sell, Amazon, Clickbank vân vân, rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có thể lựa chọn một cái mạng lưới tiếp thị liên kết ở đây để các bạn tiến hành quảng bá sản phẩm. Rồi tiếp đến thì chúng ta cần phải phân tích lựa chọn thị trường ngách, rồi lựa chọn sản phẩm, lên kế hoạch quảng bá. Thì chúng ta cần phải xác định được chân dung khách hàng đã. Rồi tiếp đến thì chúng ta lựa chọn phân tích sản phẩm là lĩnh vực mà chúng ta sẽ tham gia là gì. Thường thì ở trên internet thì chúng ta quảng bá những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe này, đến làm đẹp hoặc là giáo dục thì rất là tốt, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải xem là cái mức hoa hồng nó có phù hợp với chúng ta không. Thường thì những cái sản phẩm vật chất, đúng không ạ, thì hoa hồng rất là thấp, làm nó rất là tốn thời gian, nhưng mà hoa hồng thấp thì chúng ta cần phải nghiên cứu rõ cái này. Và chúng ta xem là mức độ cạnh tranh ở thị trường có cao không,
Nếu cao quá thì chúng ta cần phải đi vào một cái thị trường ngách hơn nữa, đúng không ạ? Có cái thị trường rất là lớn này, thì trong thị trường lớn thì có thị trường con. Ví dụ thị trường lớn nó là sức khỏe chẳng hạn. Trong thị trường lớn sức khỏe thì nó có sản phẩm giảm cân, đúng không ạ? Sản phẩm về giảm cân thì chúng ta cần phải lựa chọn cái ngách nhỏ hơn, đó là giảm cân cho phụ nữ trên 40 tuổi chẳng hạn. Đó, và chúng ta sẽ phải tạo ra cái thị trường xanh cho chúng ta, và chúng ta phải lên kế hoạch trên các kênh quảng bá miễn phí hoặc trả phí. Miễn phí là chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng như là YouTube, Facebook, đúng không ạ, để chúng ta làm, hoặc là Blogspot để chúng ta làm, hoặc là trả phí thì chúng ta có thể chi tiền cho quảng cáo. Rồi bước 3 thì chúng ta sẽ triển khai quảng bá trên các kênh mà bạn đã lựa chọn. Đó, như tôi đã nói rồi, chúng ta có thể sử dụng miễn phí như là SEO, blog, website, YouTube, Facebook, sử dụng chatbot, email marketing, trả phí là chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook, Google, Bing, TikTok, đúng không ạ? Rồi thứ tư, cái bước thứ tư là đánh giá đo lường hiệu quả. Thì sau một thời gian thì chúng ta cần phải đánh giá lại hiệu quả của các chiến dịch mà chúng ta đang làm, và sau đó chúng ta tối ưu các bước để tăng lợi nhuận hơn, nhân bản hệ thống trên những sản phẩm khác để kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Và đây là những cái điều tiên quyết để chúng ta có thể thành công với affiliate, đó là chúng ta cần phải có thái độ tích cực, kiên trì vượt qua mọi rào cản. Bởi vì trong thời gian đầu thì chắc chắn chúng ta chưa kiếm được tiền đâu, bởi vì chúng ta chưa có thương hiệu cá nhân, chúng ta chưa có cái mức độ tin tưởng trên thị trường, và chúng ta sẽ không dễ dàng bán được hàng. Thì trong thời gian đầu chúng ta phải chia sẻ, đúng không ạ? Chỉ 20% là quảng bá thôi, 80% là chia sẻ, đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải chia sẻ nhiều những cái điều hữu ích, và khi mà khách hàng trở lên tin tưởng chúng ta rồi thì chúng ta có thể bán bất cứ thứ gì cho khách hàng, đúng không ạ? Có thể bán thông qua affiliate hoặc là bán những cái sản phẩm mà chúng ta có thể nhập về, đúng không ạ? Và điều tiếp theo thì chúng ta cần phải trau dồi kiến thức. Những người mà nói rằng là copy paste, đúng không ạ, chỉ cần sao chép và dán thì không có cái kỹ năng nào được phát triển ở đây cả, thì bạn cần phải trau dồi thật là nhiều kỹ năng, bởi vì kiến thức đến đâu thì tiền tới đó. Các bạn cần phải nói chuyện trước ống kính được, nói chuyện trước nhiều người được thì bạn mới có thể kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra thì bạn cần phải có kỹ năng viết, sáng tạo nội dung và biết sử dụng những công cụ như là chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video, nghiên cứu từ khóa, xem là cái từ khóa nào được nhiều người tìm kiếm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ viết bài. Rồi chúng ta cần phải học về digital marketing, SEO, tức là tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm, chạy quảng cáo. Rồi chúng ta cần phải học về bán hàng, xử lý sự từ chối, chốt sale hiệu quả, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, và học về chiến lược kinh doanh để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền với cái hình thức này và thành công với hình thức này. Và công việc của chúng ta là hành động và hành động liên tục thì mới có thể tạo ra được kết quả được. Và nếu như bạn chưa tạo ra được thu nhập chẳng hạn thì nó sai ở cái bước nào đó rồi, và bạn cần phải khắc phục ngay, đúng không ạ? Cần phải khắc phục ngay, bởi vì nếu như chúng ta trong vòng 1 tháng chúng ta không kiếm được ra tiền thì nó rất là nản, đúng không ạ? Rất là nản, vô cùng nản. Chính vì vậy chúng ta cần phải học rất là nhiều thứ để có thể có được những cái đơn hàng đầu tiên với affiliate. Ok, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.